Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. Như đã hẹn thì trưa nay thì em sẽ có một cái video có chương trình khuyến mãi nhỏ nhỏ gửi đến anh chị. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có để ở dưới tiêu đề video. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình cứ kết bạn Zalo với em và mình chụp hình cái màn hình gửi vào Zalo giúp em anh chị ha. Để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và lưu ý là giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nha. Và cái chương trình khuyến mãi hôm nay sẽ là mua một sản phẩm, em tặng một sản phẩm. Tất cả những cái sản phẩm túi này thì có một số cái thì em có giới thiệu rồi, một số cái thì chưa luôn mà đem ra khuyến mãi luôn anh chị nha. Còn nếu mà anh chị muốn mua những cái sản phẩm mới về thì hẹn cả nhà vào video tiếp theo, thì hàng mới về cũng rất là nhiều, nó đa dạng phong phú, nhưng mà em muốn làm cái video khuyến mãi này trước để gửi đến anh chị trong buổi trưa này. Đầu tiên thì em sẽ có một cái túi cá sấu Cayman anh chị nha. Túi cá sấu Cayman là cá sấu hoang dã và phong cớp của Nhật đây. Cái này thì dành cho các cô. Để em chỉnh cái này tí xíu anh chị ha. Đấy. Túi này thì các cô mình xài đẹp, tại vì cái form dáng cũng như là cái chất liệu da này thì nó hơi cứng tuổi nha. Trẻ trẻ thì mình xài nó không có phù hợp đâu. Size ngang đáy là được 27 nè, cao lên là được 17 và cái độ dày của nó sẽ là 8 cm. Cái này độ mới rơi vào khoảng 79-80% thôi. Và thông thường thì những cái sản phẩm cá sấu Cayman ít khi nào nó mới lắm, là đa phần nó sẽ cũ kỹ như vậy ha, nó là dòng cổ luôn. Rồi cá sấu thì nó già khụ nhưng mà nó không mới ken đâu. Quai này thì không có gãy anh chị nha, quai không có gãy nhưng mà nó có sờn ở cái phần mặt sau này, là cái da bò đó thì nó có hơi sờn ha. Phong cớp ở trên cái phần kim loại này thì nó cũng có hơi bị trầy luôn. Ở bên trong là lót da thật, trong lót da thật. Cái này thì em đang bán với giá rất là tốt là 1.100.000, và trong chương trình hôm nay thì em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái ví này. Ví này là da tổng hợp anh chị nha. Và lưu ý là cái chương trình khuyến mãi này là mua một sản phẩm thì em tìm một cái sản phẩm nào đó nho nhỏ em tặng kèm để anh chị với bác mình vui thôi, chứ không có quy ra thành giảm giá nữa anh chị ha. Giá em báo bao nhiêu và tặng cái gì thì em tặng y chang như vậy thôi, chứ không có thay đổi, không có đổi qua đổi lại hay không có quy thành tiền giảm giá gì hết anh chị nha. Ví này thì nó sẽ bằng da tổng hợp nhưng mà nó mới ken như vậy nè, còn cả anh em cạc đồ này kia ha. Ví này là dạng ví dài của nữ, size là khoảng size 20 đó. Anh chị có thể chốt giùm em mã là túi cá sấu Cayman ha, giá là 1.100.000 và em tặng kèm một cái ví, tặng kèm một cái ví nha anh chị nha. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ có cái đây, cái túi này. Túi này rất là đẹp, của thương hiệu Calgaret của Paris, Calgaret của Paris anh chị. Chất liệu là da thật ha. Da này thì có nhiều anh chị gọi là da heo rừng, em cũng chỉ báo nó là da thật nha anh chị nha. Nó không có phải là giống như da bò đâu. Cái lỗ chân lông nó khác nha, nó chụm lại ba cái như vậy nè. Người ta gọi cái này là da heo rừng. Cái này thì các anh các chị đều xài được, mình có thể như như một cái clutch ra xách tay như vậy, hoặc là mình có thể gắn cái dây vô mình đeo. Thương hiệu Calgaret rất là nổi tiếng của Paris. Cái này thì còn cả dây đeo. Dây này thì trên đây là dây dây zin luôn nha. Trên đây là người ta có dập thương hiệu đồ này nọ trên đây luôn, Calgaret Paris. Rồi, ở trong là lót da, và trên cái lót da này nó có hơi trầy trầy nhẹ nha. Và trước khi gửi anh chị thì em sẽ lau sạch sẽ những cái vết mà nó bị dính bụi ha. Còn lại thì rất là ok. Túi này thì độ mới rất là cao, dường như là hàng trưng bày luôn. Rồi, thương hiệu này của Pháp nhưng mà trên đây thì người ta không có ghi cái xuất xứ sản xuất từ nước nào ha. Chỉ có ghi chữ Calgaret của Paris thôi, và cực kỳ mới luôn. Bề ngang á là được 28 nè, cao lên là được 19 và cái độ dày của nó là 7 cm. Rất là đẹp nha. Và em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái túi này của Longchamp ha, hàng hiệu xịn không. Túi Longchamp này là một cái chiếc túi đeo chéo, độ mới nó rơi vào khoảng được 80%, chất liệu là da thật. Và cái Longchamp thì thường mình hay thấy người ta làm màu nâu và người ta làm cái thương hiệu như vậy ha. Đây, Longchamp của Paris. Bên trong là lót da tổng hợp. Cái túi này thì độ mới cao ha, độ mới khoảng 80%, rất là mới so với Longchamp rồi. Thường là Longchamp ít khi nào về được độ mới cao nếu mà cái bản da như vậy. Đa phần là mình nếu mà muốn độ mới cao thì nó chỉ có những cái sản phẩm túi dù thôi. Còn này độ mới cũng khá là ổn cho cái dòng này rồi. Ở trong đây thì có cái tag là Longchamp Paris và Made in Răng ha. Rồi, túi này thì dạng đeo chéo và nam nữ đều xài được. Size ngang là được 25 nè. Rồi, cao lên là được 21 nha anh chị nha. Không có rất lỗi gì đâu, và em tặng kèm cái túi này luôn. Anh chị chốt giùm em mã là túi túi đeo chéo của Pháp ha. Cái này em đang bán với giá là 1850. 1850 cho cái túi này, và em tặng kèm túi này nha anh chị nha. Đó, tức là mua 1 tặng 1 anh chị ha. 1850 cho cái túi này, tặng kèm túi của Longchamp luôn. Rồi. Tiếp theo thì em sẽ có cái combo này. Đây là một cái
túi đà điểu. Lưu ý là dù là em đang áp dụng chương trình mua một tặng một, nhưng mà anh chị mua cái combo nào, mua cái sản phẩm túi đà điểu nào thì em cũng sẽ có re-ship anh chị nha. Túi da bò này kia hoặc là túi vải rồi đó ha, thì không có re-ship, nhưng mà riêng đối với đà điểu thì ngoài những cái chương trình khác thì chương trình re-ship thì luôn được áp dụng anh chị ha. Rồi, không có trừ cái chương trình đó ra, em đều re-ship hết những cái túi da đà điểu luôn. Túi này thì màu ghi xám anh chị nha, ghi xám xi măng và độ mới rất là cao. Form này thì mình đi công sở đẹp, mình mua tặng cái túi này cũng rất là đẹp luôn, nó rất là nặng tay ha, cực kỳ xịn sò. Form dành cho các chị các cô mình đi làm công sở này, mình hơi đứng tuổi một chút, mình xài cái này là quá vip, cực kỳ sang, full da đà điểu hết luôn. Và nó là cái da màu sáng nhưng mà nó không có bị đậm màu, không bị ra dầu gì hết anh chị nha. Size ngang là 30, cao lên là được 25, độ dày của nó là 12, khoan khóa thì còn vài ống ha. Em làm chương trình khuyến mãi chứ không có nghĩa là hàng xấu, hàng dỏm, hàng hư đâu anh chị nha. Tại vì em muốn khuyến mãi, lâu lâu có chương trình này, chương trình kia để thu hút khách thôi, chứ không phải là hàng dỏm mà lấy ra khuyến mãi đâu anh chị ha. Rồi bên trong là lót nhung nè, mấy này là hàng siêu phẩm không á anh chị. Bên trong là lót nhung, có hai cái ngăn hai bên đây, rồi có trong đây có ngăn ha, rồi có dây zin theo túi luôn nè. Đó, túi này thì không có hiệu đâu nhưng mà nó rất là mới và nó full da đà điểu, và cái form dáng cũng cực kỳ xịn, không phải là dễ gặp nha. Túi này thì giá của nó là 2.500.000, và khi hôm nay anh chị mua cái túi này, túi đà điểu này, thì em sẽ miễn phí vận chuyển và tặng kèm cho mình một cái túi da bò dập phân đà điểu. Đấy, setup cái này em cũng suy nghĩ dữ lắm anh chị đấy. Ví dụ như cô nào mà mình đã xài được cái túi đà điểu kia thì cái tầm tuổi đó thì mình xài cái túi này nữa nó hợp nè. Đấy, túi này là da bò dập vân đà điểu. Độ mới cao ha, độ mới khoảng 85%. Dáng cớp xách tay như vậy. Size ngang đáy là được 24, cao lên là được 20, độ dày của nó là được 9 cm. Này rất là đẹp nha. Cũng bên trong nó cũng là cái cớp như vậy và lót vải anh chị ha. Có thể kèm theo cho mình một cái cớp nhỏ nè. Thường cái cớp nhỏ này không có đựng đồ được đâu, mình đựng cái đồng tiền xu hay là những cái đồ vật phẩm phong thủy á, cho nó may mắn trong cái túi xách của mình thôi. Rồi, 2.500.000, anh chị chốt giùm em mã là túi đà điểu màu xám to ha, 2.500.000, mình ghi luôn giùm cái giá giùm em và em tặng kèm cho anh chị cái túi này. Và chương trình này thì chỉ áp dụng trong hôm nay thôi nha anh chị nha. Đó, lâu lâu có một chương trình nhưng mà mình chốt nhanh giùm em ha, chứ không có mai mốt mình coi lại thì nó không còn áp dụng nữa. Tiếp theo thì em sẽ có một cái túi đà điểu màu xám nữa. Xám này thì nó nhạt hơn cái xám kia và nó phơm trống sách nha. Túi đà điểu phối với da bò. Túi này là hàng mới về luôn anh chị, em có mới với giới thiệu có một lần thôi, mới về đây à, hồi tuần trước hay gì thôi. Rồi, size ngang đó là được 32 nè, cao lên là được 14 và cái độ dày của nó là 10 cm. Dáng này thì mình trống xách tay ha, hoặc là chị nào ốm ốm thì mình có thể đeo vai ngắn ngắn được. Rồi mức rượt luôn nha, độ mới là phải trên 98%. Hàng hiệu của Nhật, còn cả túi vải nha anh chị. Hàng hiệu của Nhật và cái hiệu này là hiệu hiệu là Yuhamano. Hiệu Yuhamano của Nhật Bản. Đấy. Túi này em đang bán với giá là 1850. Cái phần này là da đà điểu nè, còn cái đáy và cái mặt bên hông này là da bò anh chị nha. Đó, 1850 cho cái túi này. Và em đang tặng kèm cho mình một cái túi này. Đây là một cái clutch của Celine. Đó, túi clutch này, mua cái này tặng cái này anh chị ha. Clutch của Celine và được miễn phí vận chuyển nha anh chị. Cái này thì thương hiệu Celine cũng rất là nổi tiếng và được made in Italy, nhưng mà nó không mới ken thôi. Các chị mình có thể lấy cái này để mình đựng mỹ phẩm giùm em ha. Size ngang đá là được 30, cao lên là được 22. Đấy, bên trong thì lót da thật như vậy. Anh chị chốt giùm em mã là túi đà điểu màu xám giá 1850. Đấy, túi đà điểu màu xám 1850 cho cái túi này. Rồi, tiếp theo thì em sẽ có cái túi cá sấu bóng kính nè. Cũng một ít thôi anh chị, cũng khoảng mười mười mấy cái set em đang tặng thôi. Rồi sau video này thì em sẽ giới thiệu hàng mới về anh chị ha. Em có một cái túi cá sấu bóng kính, độ mới nó phần bên dưới này rất là ok, nhưng mà cái quai nó có bị gãy nha. Cái quai có bị gãy, cái này mình về mình phải mua cái khăn mình quấn vô, hoặc là mình đi ra tiệm để mình may một cái dây da bò khác để mình đeo anh chị nha. Cái foam đó là foam keo ly to, rất là sang luôn, và nó là cá sấu bóng kính, một trong những cái loại da cực kỳ đắt đỏ anh chị nha. Size ngang đáy là được 34 nè, ngang miệng là 30, cao lên là được 26 và cái độ dày của nó là 11 cm. Form Kelly. Rồi, cái này thì còn ổ còn chìa đây nha anh chị nha.
Rồi, nó chỉ có cái phần ngoài này thôi, còn bên trong rất là đẹp, hàng made in Italy luôn, hiệu Argan gì đó, made in Italy, bên trong là lót da, có dây đeo luôn, dây zin luôn anh chị ha. Đó. Cái phần bóng kính này nè thì nó có một vài chỗ nó có hơi bị mờ mờ. Cái này thì trước khi gửi cho anh chị thì em sẽ lau bóng lại, lau sạch đẹp lại cho anh chị ha. Nhưng phần cái quai này thì em không có xử lý được, không có biết chỗ xử lý cho nên em để như vậy luôn. Và giá của nó chỉ có 1450 thôi. Và hôm nay khi mà anh chị mua cái túi cá sấu bóng kính này rất rẻ này, giá siêu rẻ luôn anh chị ha. Và em sẽ tặng kèm cho mình một cái chiếc túi đà điểu luôn. Đà điểu này màu nâu, độ mới của đà điểu này là rơi vào khoảng được 82-83%, không có rách lỗi gì hết, nhưng mà cái màu của nó hơi cứng tuổi. Đấy, size ngang là được 32, cao lên là được 20, độ dày của nó là được 12 cm. Cái này bên trong là lót nhung luôn nha anh chị. Cái này là lót nhung, sạch đẹp lắm. Và mình mua cả hai cái này chỉ có 1450 thôi. Chương trình khuyến mãi là siêu khuyến mãi luôn anh chị ha. Đã nói khuyến mãi là em khuyến mãi rất là nhiều luôn. À, em lý là hôm nay em sẽ chỉ giới thiệu hàng mới về thôi đó. Nhưng mà em muốn làm một cái chương trình khuyến mãi nhỏ nhỏ trong ngày để cho anh chị với bác mình có thể săn sale được, hoặc là mình muốn mua hàng mới thì mình vẫn có thể xem hàng mới được anh chị ha. Rồi, 1450, anh chị chốt giùm em mã là túi cá sấu bóng kính 1450. Giá siêu rẻ. Rồi, tiếp theo thì em sẽ có một cái túi da đà điểu màu xanh. Lưu ý là da đà điểu vẫn được miễn phí vận chuyển nha anh chị ơi. Đà điểu rất là đẹp xịn như vậy, màu xanh. Xanh này nó không phải xanh lá cây đâu anh chị, mà nó hơi hơi riu riu, nhưng mà nó cũng không phải là quá đậm ha. Y cái màu y như trên video này. À, chắc là có thể giống giống xanh vỏ đậu vậy đó, nhưng mà nó đậm hơn. Rồi, có chứng nhận da đà điểu ha, nhưng mà mình cầm cái túi lên trên tay là mình biết là hàng xịn liền. Nó rất là đầm tay, chắc tay. Không có nghĩa là nó nặng chiều chịu mà mình xách nó bị mệt mỏi đâu anh chị nha. Nó nặng đầm tay là do da nó dày, da nó xịn anh chị ha. Khoen khóa thì có oxy hóa rất là nhẹ luôn. Độ mới tổng thể của cái này rơi vào khoảng 90% hơn. Rất là mới đẹp. Góc cạnh thì còn đẹp dữ lắm, chỉ có cái phần khoen trên này nó hơi bị trầy trầy nhẹ nhẹ thôi. Còn lại góc cạnh rất là ok luôn nè, cầm cái túi lên là mình thích liền luôn anh chị. Rồi, ở trong đây thì là lót nhung nha, còn cả túi vải này, lót nhung cái này thì không có hiệu đâu, không có thương hiệu, nhưng mà rất là mới đẹp. Đấy, rất là xịn luôn, có cái chỗ móc dây nhưng mà cái này nó mất dây rồi. Chị nào mà mình thích xài dây thì mình có thể mua dây xích ha, tại chỗ này cái chỗ móc dây này nó nhỏ, mình gắn dây xích được, hoặc là mình cứ xách như vậy giùm em là quá xịn luôn. Rồi, gà như vậy nha, ở đây có cái chứng nhận là Optic Leader nè. Rồi, kích thước bề ngang là được 30 nè, ngang miệng là được 29, cao lên là được 15 và cái độ dày của nó là 13. Giá của nó là 1950 và anh chị mua thì em sẽ tặng kèm cho mình một cái ví này. Đáng lý là túi này em không có khuyến mãi đâu, nên em sẽ tặng kèm một cái ví này nha. Ví này mới rất là cao, còn cả cái tag, còn cả cái tag hiệu, tag giá đồ bên trong luôn nè, hàng có hiệu của Nhật nha. Ví dài da bò. Nhưng mà phía bên sau này nó có bị dính từ một cái túi khác qua, và cái vết này thì mình không có lau ra được, nhưng mà nằm phía sau thôi, còn phía trước này rất là đẹp luôn và rất là duyên ha. Rồi, ví này thì các chị xài chung với cái này cũng rất là ok, bỏ nó vừa. Rồi, cho nên là em sẽ tặng kèm nếu mà anh chị mua cái túi đà điểu màu xanh. Anh chị chốt giúp em mã là túi đà điểu màu xanh 1950, ghi luôn cho em cái giá nha anh chị. Tặng tí nữa em có còn một cái đà điểu màu xanh khác 1950 cho cái túi này, rất là đẹp. Tặng kèm túi đẹp nữa. Tiếp theo thì em sẽ có cái túi này. Túi này đang khuyến mãi luôn. Túi này là đà điểu phối với vải bố, hàng có hiệu luôn. Và foam là foam HM rất là đẹp. Cái này em đang khuyến mãi còn có 680.000 thôi. Cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Cái chỗ này là vải bố, trên đây là da đà điểu thật và độ mới rất là cao này. Đấy. Túi này em thấy nó đẹp dữ lắm luôn, mà hổm giờ thì khách cũng hỏi nhiều nhưng mà nó chưa có duyên với ai hết trơn. Size ngang đáy là được 32, ngang miệng là được 31, cao lên là được 27, độ dày của nó là 17 cm. Còn cái ổ khóa thì em mới phát hiện ra rồi ha. Đây, còn này là chìa khóa nha, ổ khóa thì em để trên bàn bên kia, thì khi mà em giao cho anh chị thì em sẽ kèm theo đầy đủ. Rồi, bên trong này có chứng nhận là Optic Leader đồ này kia ha. Bên trong là lót da phun sơn. Và chỗ này nó có vài cái vết cấn cấn nhưng mà nó không có dính đồ anh chị. Phun sơn khô và cũng khá là xịn sò. Rồi, cái túi này thì đang khuyến mãi còn 680.000. Và nếu hôm nay anh chị mua cái túi này thì em sẽ tặng kèm cho mình một cái chiếc túi vải mini. Đấy, túi vải mini của là Roberta Di Camerino ha. Túi này nhỏ xíu vậy nè, dễ thương lắm. Đấy, túi này đang bán với giá 300 mấy lần đó anh chị. Em tặng kèm luôn ha cho chị nào mà mình muốn mua cái túi này.
Rồi, túi vải này là của thương hiệu của Italy và nó nhỏ xinh vậy thôi, không có khóa kéo miệng gì hết đâu anh chị nha, và đẹp vậy. 680.000 anh chị chốt giùm em mã là túi điểu phối vải bố ha, giá là 680.000, và cái túi này thì vẫn được miễn phí vận chuyển nha anh chị. Đây em có cái túi này siêu đẹp luôn, hàng siêu phẩm luôn anh chị. Rất là hiếm khi mình gặp được cái foam dáng đẹp như vậy nha. Cái này là full da đà điểu, foam cớp doctor rất là sang luôn. Độ mới cái này rơi vào khoảng 90%, tức nghĩa là người ta cũng có sử dụng rồi. Mình nhìn thấy một vài cái chỗ mà nó hơi đậm rất nhẹ ở trên cái phần quai ha, nhưng mà tổng thể còn rất là đẹp. Và không có dễ gì mà mình tìm được một cái thứ hai mà cái foam dáng nó đẹp như vậy anh chị nha. Với cái da đà điểu nữa. Size ngang đáy là được 24 nè, cao lên là được 19, mà cái độ dày của nó là 12 cm. Mình không cần độn phơm gì đâu, tự động nó đứng như vậy, cái phơm dán cứng ngắc luôn ha. Và làm những cái túi mà cứng như vậy nó cũng khó làm anh chị. Rồi giờ dán xách tay nha, khóa thì mình mở như vậy. Cái này là hàng hiệu của Italy, hiệu là Jardin d'Essat gì đó, và được made in Italy. Còn cả túi vải nè, bên trong là lót da, rất là đẹp nha anh chị. Túi này em đang bán với giá là 2900 và sẽ tặng kèm cho anh chị cái túi này. Túi này cũng là hàng xịn của Italy luôn nè. Cách lót Fanci, cái này là một cái cớp mà cái hình con sò đó. Made in Italy bên trong rất là đẹp. Đây, có cái dây vô cũng được, hoặc là mình xài cái dây. Túi này độ mới rất là cao, nhưng mà ở một số chỗ cái phần kim loại thì nó có hơi bị ra ten nhẹ thôi. Mình có biết xử lý thì mình xử lý, còn không thì mình cứ để dây mình đi tiệc mình xách, hoặc là mình cầm tay như vậy nè, rất đẹp luôn anh chị ha. Rồi giá của nó là 2.900.000, anh chị chốt giùm em mã là túi đà điểu nâu 2900, tặng kèm cái túi con sò luôn. 2900 cho túi cái túi đà điểu nâu nè. Túi này đẹp lắm, cái form dáng quá trời xuất sắc. Rồi tiếp theo thì em sẽ có cái túi đà điểu này. Điểu này thì có vẻ nó dễ gặp hơn, nó có hai quai nha anh chị nha, hai dây, dây chập đôi chứ, là mình có thể xách như vậy, xách ngắn như vậy, hoặc là mình tăng đưa cái dây để mà mình xách dài, hoặc là đeo vai dài nha anh chị. Mà nó chỉ đến đeo vai thôi, chứ mình đeo chéo thì nó không có hợp ha. Độ mới cái này cao là khoảng được 89-90%. Khoen khóa thì cái này thì rất là mới, còn hai bên này nó hơi oxy hóa rất là nhẹ thôi. Rồi size đáy là được 26 nè, cao lên là được 20, độ dày của nó là 10 cm. Rồi mình mở ra thì bên trong này là lót da. Ở một số chỗ cái keo thì nó hơi hơi thấy cái vết keo chút xíu thôi, mà rất là ít anh chị nha. Cái này thì rất là đẹp và giá cũng tốt, và đang được tặng kèm một cái túi nè. Đây, cái này em đang bán với giá là 1280 thôi, 1280, và tặng kèm cho anh chị một cái túi này, là một cái túi đeo chéo của thương hiệu Charles Jordan. Đấy, Charles Jordan, túi đeo chéo da bò. Độ mới của túi đeo chéo này khoảng 80%, thương hiệu lớn anh chị nha. Túi đeo chéo nhỏ xinh tặng kèm khi mà anh chị mua cái túi đà điểu ha, và được miễn phí vận chuyển. Size ngang là được 22, cao lên là được 16, độ dày của nó là 4 cm. Anh chị chốt giùm em mã là túi đà điểu đen 1280. Mình sẽ được tặng kèm cái này ha, 1280 cho cái túi này. Tiếp theo thì em có cái đây, cái túi này là túi đà điểu màu xanh nè, túi đà điểu màu xanh phong công sở nha anh chị. Túi này rất là mới, dán công sở luôn, mà giá đang bán rất là tốt luôn anh chị. Trước đây là mình mua giá mua túi đà điểu với giá rất là cao, bây giờ thì giá nó sẽ hạ nhiệt xuống một chút, nhưng mà hàng này thì nó vẫn đẹp như vậy thôi, và nó mới như chưa sử dụng như vậy. Nếu mà anh chị đã từng mua những cái sản phẩm túi đà điểu hoặc là những cái túi xách bên em mà giá cho dù là giá vài trăm ngàn hay là giá vài triệu, thì cái độ mới nó sẽ rất là cao anh chị ha. Nhà mình có thể mua thử một hai món để mình xem được cái độ đẹp của những cái sản phẩm túi này. Chứ còn như quay lên thì mình thấy cái nào cũng như cái nào thôi, nhưng mà mình cầm trên tay mình mới biết được là cái độ mới của nó như thế nào, hoặc là thương hiệu rồi đó. Rồi cái này thì là full da đà điểu và da cực kỳ già luôn, cái lỗ chân lông nó rất là to, độ mới cao cực kỳ, trên 95%. Size miệng là được 40 nè, size đáy là được 30, cao lên là được 27, và cái độ dày của nó là 12 cm. Dáng này thì mình đi làm công sở hoặc là mình đựng từ 2 đến 3 bộ đồ nếu mình đi công việc á, có khóa kéo miệng. Ở trong là lót nhung luôn, không có thương hiệu anh chị nha, còn cả túi vải luôn. Đó, cái túi này thì giá của nó sẽ là 1850. Và khi mà anh chị hôm nay mình mua cái túi này thì em sẽ tặng kèm cho mình một cái túi này. Này tặng hoành tráng lắm nè. Tặng kèm cho anh chị là một cái chiếc túi da khắc này ha. Túi da khắc này là hàng hiệu của Paris. Đó. Cái này thì
Hôm trước cũng có khách hỏi rồi nhưng mà nó còn đây cho nên là em tặng kèm nếu mình chỉ mua cái túi là điểm xanh đó luôn. Và lưu ý là chương trình áp dụng ngày hôm nay thôi anh chị nha. Đấy, túi này thì độ mới rơi vào khoảng 80% da khắc, không có khóa kéo miệng nhưng mà có nút khít miệng. Size ngang đáy là được 30, cao lên là 20, độ dày của nó là 6 cm. Anh chị chốt cho em mã là túi đà điểu xanh 1850. Cái xanh hồi nãy là 1950 ha, còn này là 1850 và mình tặng kèm cái túi da mộc khác. Hoặc là nếu mà anh chị có xài Zalo thì mình cứ chụp màn hình giùm em là ok ha. Rồi, tiếp theo thì em sẽ có một cái túi đà điểu màu đen. Túi điểu đen này nó tựa tựa với cái túi điểu đen lúc nãy nhưng mà cái quai của nó sẽ là chỉ quai sách đơn thuần như vậy thôi. Đó, và cái khoen kim loại nó cũng khá là ít, độ mới là khoảng 92-93%. Những cái này là toàn là siêu phẩm không anh chị nha. Siêu phẩm về chất da và siêu phẩm về cái độ mới nữa. Rồi, size ngang đáy là được 27 nè, cao lên là được 22, độ dày của nó là 10 cm. Rồi mình mở ra như vậy, bên trong là lót da phun sơn nhưng mà nó rất là khô ráo, sạch sẽ, không có vấn đề gì hết, không có bị dính đồ, không có gì hết. Các cô mình xách mấy cái này đi công việc hoặc là đi tiệc gì đó cũng rất là sang ha. Cái này thì giá của nó sẽ là 1250. Khi mà anh chị mua cái túi này hôm nay thì em tặng kèm cho mình một cái túi vải tốt to như vậy. Túi này là túi canvas chứ không phải vải nha, canvas phối da và cái này hàng hiệu luôn đó, made in Italy luôn. Rồi như vậy ha, nó to như vậy mình nhưng mà nó không có khóa kéo miệng. Túi này thì độ mới nó khoảng 80% thôi, góc cạnh nó cũng có những cái vết xước xát cho người ta có xài rồi. Nó to lắm và hàng xịn ha. Size ngang nó là được 44 nè, cao lên là được 28. 1250 là mua một túi đà điểu tặng một cái túi của Italy luôn. Đấy, như vậy, có 1250 thôi anh chị. Giá quá hời anh chị ha, rất là đẹp xịn luôn. Tiếp theo thì em sẽ có một cái túi đà điểu này. Túi đà điểu này là form dáng form ngang, form trống ngang. Cái này thì rất là đẹp, cũng cầm nó cực kỳ nặng tay, nó giống độ độ nặng tay, độ đầm tay nó như là cái túi đà điểu màu xanh luôn, rất là đầm tay ha, da cực kỳ xịn luôn á. Rồi quai thì là quai da bò, nó đẹp như vậy nè, đính form luôn. Size ngang là được 33, cao lên là được 15 và cái độ dày của nó là 13 cm. Miệng cớp anh chị nha, bên trong này là lót da phun sơn, lót phun sơn anh chị nha, và hiện tại cũng không có dính đồ gì hết đó, lót phun sơn thôi cho nên không có dính đồ. Cái này thì em đang bán với giá bao nhiêu đây? Cái này là giá của nó là 1280, và khi mà hôm nay anh chị mua cái túi này thì em sẽ tặng kèm cho mình một cái túi này cũng xinh. Túi này là túi vải. Túi này là cái túi vải có nhiều ngăn như vậy mà mình đi làm cũng được, hoặc là mình đựng đồ công việc gì đó mình đi ha, nó có nhiều cái ngăn khóa kéo như vậy đó. Bên trong rất là đẹp ha, túi vải, cái phần họa tiết vải bên ngoài thì còn rất là mới nè. Đấy, mình nhiều khi á mình cần đựng đồ không có anh chị, mấy túi vải này nhiều khi các chị các cô mình cũng săn lắm. Rồi size ngang của túi này thì được là 35, cao lên là được 25, độ dày của nó là 12 cm. 1280, anh chị chốt giùm em mã là túi điểu đen phân trống giá 1280 anh chị ha, hoặc là mình cứ chụp giùm em cái màn hình là được. 1.280.000. Bình thường mấy túi này không có giá này đâu anh chị, giá này là giá em đã khuyến mãi rồi, và em còn tặng kèm thêm một cái túi khác nữa. Tiếp theo thì em có một cái túi này là form Kelly. Này là siêu phẩm form Kelly. Mấy túi này là hiện tại bây giờ luôn người ta vẫn bán với giá là 2 triệu mấy anh chị. 2 triệu mấy là đối với hàng si thôi á nha. Chứ form này mà mình mua túi đà điểu mới thì nó cao lắm. Đà điểu Việt Nam mình thôi một số xưởng người ta đã bán là 20-30 triệu cho một cái túi đà điểu rồi. Và giá trị nó xứng đáng anh chị ha, tại vì da đà điểu thì nó là da độc lạ phong thủy, và tại vì cái con đà điểu thì nó chạy rất là nhanh, nó chạy nhanh hơn những cái con vật khác, cho nên là trong làm ăn kinh doanh hay là trong công việc gì đó thì nó phong thủy nhiều anh chị ha. Size ngang là được 28.5, ngang miệng là được 24, cao lên là được 23, độ dày của nó là 10 cm, còn ổ nè, còn chìa nè. Form dáng là form Kelly. Đấy, form này gọi là form Kelly nha. Bên trong á là lót vải nhung luôn, lót nhung anh chị, rất là đẹp. Góc cạnh của cái này có sờn nhẹ, đấy một vài chỗ sờn nhẹ đây, đây anh chị ha. Cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái túi đó anh chị. Độ mới tổng thể cái túi này khoảng được 90%. Rồi giá của cái túi này bao nhiêu đây? Để em coi cái giá nha. Giá của túi này nó sẽ là 1.650.000, và em sẽ tặng kèm cho mình một cái ví của Fula. Ví này màu xanh lơ lơ gì đó, màu xanh min á,
của Fula chị nha, chất liệu là da thật đây, hàng hiệu Fula xịn sò luôn. Không tặng thì tôi tặng là tặng giấy anh chị. Rồi có cái tag Fula sẽ new leader bên trong ha, bên trong này như vậy. Cái ví này thì có sử dụng rồi nhưng mà còn rất là đẹp luôn. Khoen khóa thì có hơi oxy quá nhẹ và nó rất là có giá trị anh chị nha. Size là được 19.5 nhân với lại 10 cm. Riêng cái túi đà điểu này á, những cái túi đà điểu nãy giờ thì góc cạnh nó không có sờn, nhưng mà riêng cái túi này nó có hơi vài vết sờn, chứ cái form dáng nó đỉnh lắm ha, cho nên là cái này em bán rẻ hơn những cái kia do nó có vài cái vết sờn góc thôi, chứ tổng thể thì nó rất là đẹp và cái form dáng này cực kỳ đẹp, và kể cả cái dáng túi này nó còn đắt hơn những cái dáng túi khác nữa, nhưng mà em lại bán giá rẻ hơn, là giá rất là khuyến mãi rồi anh chị nha. Tặng kèm cho mình một cái ví nữa, 1650 anh chị chốt giùm em mã là túi đà điểu đen Kelly giá 1650, hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình. Rồi tiếp theo thì em có cái túi này là túi gì đây, bơm ngựa. Túi bơm ngựa này thì đang khuyến mãi còn 900 ngàn thôi, và tặng kèm luôn một cái túi cách cái tành cho anh chị luôn. Size ngang là được 26 nè, cao lên là được 17 và cái độ dày của nó là 6 cm. Bờm ngựa anh chị nhé, cái phần bờm thì rất là đẹp không có gì hết, nhưng mà cái phần da bò thì nó có bị sờn, bị trầy móng tay ha. Túi này độ mới nó rơi vào khoảng được 80-82% thôi. Ở bên trong thì là hàng made in Singapore, có chứng nhận là real horse hair ha, chứng nhận là bờm ngựa thật đó. Cái túi này thì mình mua sử dụng thôi, mình mua tặng thì không hợp. Cô nào mình muốn sử dụng phong thủy thì mua cái này 900 ngàn và tặng kèm cho anh chị một chiếc túi to của thương hiệu Capkiston London, thương hiệu này là của nước Anh. Và Capkiston thì luôn luôn đó là cái chất liệu này với cái hoa văn tươi sáng, màu sắc sặc sỡ như vậy. Túi này là cái form hộp chữ nhật, mình có thể mang quần áo cũng được, nếu quần áo thì khoảng 2-3 bộ, hoặc là mình mang đồ đi làm hay là đồ linh tinh cá nhân gì đó, rất là vô tư luôn. Rồi mình chốt giùm em mã là túi bồng ngựa 900 ngàn anh chị nha, tặng kèm cho chị cái túi này luôn, túi bồng ngựa giá 900. Tiếp theo thì em sẽ có cái túi HM này. Túi này khách trả giá rất là nhiều từ lúc em mới đem về luôn, nhưng mà nó màu vàng anh chị, rất là hiếm gặp cái túi mà nó màu vàng như vậy nha. Bên trong thì nó sẽ là lót phun sơn, nhưng bên ngoài là da bò thật, rất là đẹp luôn, còn ổ còn chìa. Độ mới bên ngoài nó phải 95-98%, nhưng mà do em trừ cái điểm bên trong á, bên trong thì nó sẽ có một cái chỗ này, một chút xíu thôi, đây này, chỗ này nè, lót phun sơn và nó hơi trầy, nhưng mà nó không có dính đồ ha, tại vì phun sơn này là người ta phun sơn khô và nó mướt rượt hả, nó không có dính đồ gì hết, như là lót da thật vậy đó, nhưng mà dù sao nó cũng là phun sơn ha. Cái này là da thật, form HM là form Hermès đó, và không có thương hiệu cũng như là không có xuất xứ, và cái form nó rất là đỉnh luôn. Cái này em đang bán với giá là 1.600.000, size đáy là được 35, miệng là được 33, cao lên là được 26 và cái độ dày của nó là 15. Và siêu khuyến mãi hôm nay, và chỉ áp dụng hôm nay thôi trong cái chương trình này, thì em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái ví da bò màu hồng. Em định tìm một cái ví da màu vàng nhưng mà không có ha, nên em tặng cái ví màu hồng. Cái ví này là cũng là da thật luôn, hàng hiệu ghi là Blue Label. Cái ví này thì của nữ luôn nha, túi này nữ mà, các chị mình xài luôn cái này ha. Độ mới của cái ví thì nó rơi vào khoảng được 89-90%, made in Japan. Đấy, có nhiều ngăn nha. Giá là 1.600.000, anh chị chốt giùm em mã là túi HM màu vàng, hoặc là túi da bò màu vàng giá 1.600.000, tặng kèm cho mình cái ví. Chương trình rất là khuyến mãi luôn và chỉ áp dụng một ngày duy nhất. Rồi, để coi còn gì em tặng nữa không. Đây. Nãy giờ còn là của nữ không, em có một cái combo này duy nhất là của dành cho các anh thôi, một set duy nhất. Là gồm có một cái chiếc túi du lịch của cô Lê Han, da bò anh chị, túi du lịch này. Hiện tại thì em cũng hết túi du lịch luôn đó, còn có một cái này thôi đó anh chị. Đợt sau thì nếu có nữa thì em giới thiệu nữa ha, còn túi du lịch da mà hàng VIP như vậy thì em hết luôn rồi. Và em còn một cái duy nhất này, màu đen của cô Lê Han, và nó rất là chắc nha. Cái phần da nó cực kỳ dày và xịn luôn. Cô Lê Han là thương hiệu của Italy nha. Nhưng mà riêng cái túi này nó chỉ có cái tag cô Lê Han thôi, ngoài ra nó không có cái tag là made in nước nào hết. Độ mới siêu cao luôn. Khóa là khóa IKK, cái này thì dành cho các anh ha. Size ngang là được khoảng 50-52, cao lên là 23, độ dày đáy là được 30 cm. Cái này thì để em coi cái còn dây không, khóa kéo thì còn mướt rượt lắm luôn nha. Đây,
Bên trong á thì là lót vải, có một ngăn lớn, một ngăn khóa kéo nhỏ nè. Cái này thì không có cái sợi dây nha chị nha, không có dây ha. Rồi, cái này thì giá của nó là 2.200.000, và hôm nay nếu mà anh chị mua cái túi du lịch Cô Lê Han này thì em sẽ tặng kèm cho mình một cái ví nam. Đấy, cái này là nam thì nên tặng cái ví nam luôn, 2.200.000 anh chị ha, và tặng cho anh chị một cái ví nam da bò. Ví này là hàng hiệu nha, hàng hiệu của Milano Italy ha, made in Italy đây. Ví nam da bò rất là xịn, cái này em đang bán cũng mấy trăm ngàn á. Rồi, nhưng mà cái size này nó to hơn người ta một chút như vậy ha. Có một ngăn lớn đựng tiền, mấy ngăn nhỏ đựng thẻ nè. Đó. Như vậy ha. Cái ví này thì cái size của nó sẽ là 13 nè, nhân với lại 10 cm. Rồi, anh chị chốt giùm em mã là túi du lịch đen. Đó, 2.200.000 cho cái túi này, và mình được tặng kèm một cái ví luôn. Rất là chương trình, rất là lớn luôn ha. Rồi. Tiếp theo thì em sẽ có một cái túi này, túi gì đây? Túi này có cái hộp nè. À, túi này là túi da đà điểu anh chị. Đây, túi da đà điểu còn hộp luôn nha. Cái này rất là mới, độ mới là 95% mua tặng là nên mua mấy cái này. À, phơm hộp. À, cái phơm nó là phơm xách tay chứ nó còn hộp, phơm xách tay to chứ không có bị nhỏ mini. À, phơm này thì mình đi làm công sở vẫn được, đi công sở hoặc là đi tiệc gì đó vẫn được với cái dáng này nha. Độ mới rất là cao, da đà điểu, xịn luôn. Size ngang là được 25, cao lên là 22, độ dày của nó là 12 cm. À, khóa thì khóa gài như vậy nha, bên trong là lót nhung. Đó, rất là mới đẹp luôn. Cái này á, thì để coi cái giá của nó là bao nhiêu đây. Giá này hình như em đang khuyến mãi nè. Giá đang khuyến mãi là 1850 anh chị. 1850 cho cái túi đà điểu còn hộp ha. Và tặng kèm cho mình một cái túi này luôn đi. Túi này là cái túi vải nè. Nếu mà hôm nay anh chị mua cái túi đà điểu này thì em tặng cho anh chị cái túi vải này, vải phối với da. Cái này rất là mới nha, độ mới rất là cao dành cho các chị luôn. Túi này em cũng đang bán với giá là 300-400 gì đó. Mới lắm, túi này rất là mới. Hàng xịn ha. Vải dù nhưng mà xịn lắm. Cái túi vải dù này á thì size ngang là được 26 nè, cao lên là được 14 cm, 1850. Anh chị chốt giùm em mã là túi đà điểu đen có hộp nè, 1850, tặng kèm cho mình một cái túi này. Và đây cũng sẽ là cái sản phẩm cuối cùng trong cái chương trình khuyến mãi này. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái món hàng trong video này, và lưu ý là em chỉ reset những cái sản phẩm túi đà điểu thôi, và chương trình chỉ áp dụng một ngày duy nhất thôi anh chị ha. Video này thì lên chắc khoảng buổi giờ trưa buổi chiều gì rồi, thì em chỉ áp dụng cho đến hết ngày hôm nay thôi, không có áp dụng vào ngày mai đâu chị nha. Hy vọng là cả nhà mình sẽ tiếp tục ủng hộ shop. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và hẹn cả nhà vào những cái video tiếp theo. Bye bye.